Xin chào anh chị đến với kênh Dây Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 2022, cũng là ngày rằm ha, đi chùa về quay video cho mấy anh chị đi bán hàng luôn. Thấy mấy anh chị đây, đầu tiên em lên một cái bình chim phú quý bạc đầu trắng xanh, mà con chim này vẽ cái đuôi rất là dài nè, ít gặp lắm mấy anh chị, vẽ con chim dài thòn luôn. Chiều cao là 31 cm, chiều cao là 31 cm. Tình trạng của nó lành khoảng 99%. Nè, nó chỉ bị chảy men nhẹ về cái vành thôi, không đáng kể nha. Nè, nó chảy men nhẹ chỗ này thôi. Bình này 70 năm rồi mà chảy men nhẹ, còn lạnh như là ít gặp lắm thấy mấy anh chị. Em giao lưu cái bình này với giá là 1.300.000. 1.300.000 cho bình chim mã số 1. Mã số 2. Em lên 10 cái chén. 10 chén lá thiêu, chén men nâu ha. Chén này về sử dụng được các anh chị, chén còn làm tích hết luôn. Chén này là về sử dụng được, ăn cơm được ha. Chén cơm, chén này lành hết nè mấy anh chị, rất là đẹp. Em giao lưu 10 cái chén nâu mã số 2 này với giá là 250.000. 250.000 cho 10 chén men nâu mã số 2. Mã số 3, em lên một cái chò biên hòa. Đây, cái chò biên hòa, để cái dĩa là. Đây, cái chò chân trái cây biên hòa ha. Đang quay cái dĩa hình con phụng. Đường kính của dĩa này là 32 cm, ở trên là phụng, ở dưới là rồng, dĩa lông phụng hả mấy anh chị. Đây là cái trò rồng ba đầu, tình trạng là lành nha, màu vàng rất là đẹp. Em giao lưu cái trò này, nguyên bộ trò dĩa này với giá là 900.000 cho bộ trò dĩa mã số 3. Mã số 4, em lên một cái thố. Một cái thố. Lái thiêu trắng xanh nha. Cái này mà lớn nha, ít gặp nha mấy anh chị. Hai bên cái bọm này là con bướm nè, nó đắp nổi nha. Hai con bướm này đắp nổi nha mấy anh chị. Hai con bướm là đắp nổi. Đường kính của nó nhiêu ta? Đường kính của nó là 21 cm, là cái tiềm lớn nha. Đây, rất là đẹp. Đường kính là 21 cm. Đây. Bên trong nó rạng đẹp nè mấy anh chị. Rạng rất là đẹp. Đây, con bướm đắp nổi cũng rất là đẹp. Em giao lưu cái tiềm này với giá là 1.500.000. 1.500.000 cho mã số 4. Tiếp theo mã số 5, em lưu cái bình bông lái thiêu màu. Đây, bình sơn thủy màu. Chiều cao là 22 cm, tình trạng là lành. Em giao lưu cái bình bông lái thiêu màu này dưới giá là 1.200.000. 1.200.000 cho cái bình bông lái thiêu màu cao 22, mã số 5, tình trạng là lành. Tiếp theo mã số 6, em giao lưu cái sửng én liễu. Cái này là cái sửng nha mấy anh chị. Đây, cái này là cái sửng. Bên trong có cái chữ gì bên trong nữa nè. Em giao lưu cái sửng én liễu này với giá là 1.500.000. 1.500.000 cho cái sửng én liễu màu mã số 6. Đường kính 19.5. Mã số 7, em lên một cái bình. Cái hũ này nhỏ xíu ha, chứ đựng thuốc độc quá. Men nâu nha mấy anh chị. Đây, có hũ men nâu. Chiều cao của nó là 8 cm, em giao lưu với giá là 200.000 cho cái bình mini mã số 7. Mã số 8, em thanh lý cho mấy anh chị nào về đấy ép chậu hay là đời co gì chơi ha. 10 cái dĩa tàu cút, 10 dĩa tàu cút, nhưng mà cái này nó thạch trúc nha. Tình trạng nó có tình trạng hết các anh chị, tóc mẻ. Em giao lưu 10 cái giá là 300.000 thôi. Nè. Tình trạng hết nha, có tình trạng nè, mẻ hết nha. Nhưng mà dĩa này dĩa sâu tủ, dĩa tàu nha mấy anh chị, thanh lý. Thanh lý 10 dĩa tàu thạch trúc với giá là 300.000 cho 10 dĩa tàu thạch trúc mã số 8. Mã số 9, lên một cái bình trà. Ủa, bình bông mini bông đào.
đồ xưa cho mấy anh chị, bao hàng xưa cho mấy anh chị nha, tại vì đồ Sông Bé, đồ Bông Đào bây giờ làm hàng ngàn xa số luôn, nhưng mà em bán em bao đồ xưa cho mấy anh chị. Em giao luôn cái bình bông bông đào này với giá là 200 ngàn cho bình bông đào mã số 9, chiều cao là 12 cm. Mã số 10 lên một cái tô con gà trắng xanh tô tròn, đường kính là 17 cm. Tô này men còn đẹp quá nè, tô đẹp xuất sắc luôn. Đây em giao lưu cái tô con gà này dưới giá là 300 ngàn cho một cái tô con gà mã số 10. Mã số 11 em lên 5 cái dĩa lái thiêu men phun nha mấy anh chị. Đây men này men phun nha, 5 cái, đường kính là 19 cm, đường kính là 19 cm. Giao lưu 5 cái dĩa men phun mã số 11 này, phun hình cái bông nè, tình trạng lạnh nha, với giá là 200 ngàn cho 5 cái dĩa men phun mã số 11, đường kính 19. Mã số 12, đây mã số 12 em lên một cái bình bông lái thiêu màu, chiều cao là 17 cm. Tình trạng nè, ở bên trên thì là cái men zin của nó, có ở dưới vành này nè mấy anh chị, ở dưới vành này có bị lát men, có phun men lại, phun làm men lại ở dưới vành này nha, dưới vành này thôi, còn ở trên đây là lành. Em giao lưu cái bình bông màu này lái thiêu màu này dưới giá là 500 ngàn cho cái bình bông lái thiêu màu mã số 12. Mã số 13 em lên một cái nhạo tàu, đây một cái nhạo tàu sơn thủy. Tình trạng nè, có tóc nè nghe mấy anh chị, nè có tóc, không có sửa chữa gì hết nha, quay zin vùi bồi zin luôn. Em giao lưu cái nhạo tàu sơn thủy này dưới giá là 1 triệu 2 cho cái nhạo tàu sơn thủy mã số 13. Mã số 14 lên một bình trà én liễu 5 lít nha, bình trà én liễu 5 lít. Đây. Cao 22 cm nha, cái tích rất là hay ha. Tình trạng nè, cái chân cái nắp, cái chân cái nắp này nè, bị làm một chút xíu chỗ này nè, một chút xíu cái chân cái vành này nha mấy anh chị, còn lại là làm. Đây cái án liễu là đưa lại cho mấy anh chị coi, rất là đẹp, hai con án song án luôn, tượng trưng cho mùa xuân về ha. Cái bình này nó uống cả làng, đãi Tết mà đãi khách cả làng luôn, thẩm mỹ một quai phía sau, còn quai ngoài trước là zin, vòi zin. Em giao lưu cái bình án liễu mã số 14 này dưới giá là 850 ngàn cho bình án liễu mã số 14. Số 15 em lên cái bình ton, nhưng bình ton là ton Mỹ nha, toàn là chữ tiếng Anh không, không có tiếng Việt của mình ha. Bình ton này của Mỹ, nó bị mắc cái quai ngay trên đây nè. Cái bình này là 1968 US 1968, bình này của Mỹ nha mấy anh chị, bình ton là bình ton Mỹ. Em giao lưu với giá là 250 ngàn cho cái bình ton Mỹ mã số 15. Tiếp theo mã số 16 em lên một cái chậu lái thiêu rất là hiếm á mấy anh chị. Chậu lái thiêu mà vẽ cái bông phù dung nè, mấy anh chị thấy rất là hiếm ha. Tết mà mùa này giờ trồng cây bonsai gì nhỏ nhỏ để trong nhà là quá đẹp luôn nè mấy anh chị ơi, bông phù dung nè. Chuẩn lái thiêu nha. Chuẩn lái thiêu nha mấy anh chị. Chậu này chuẩn lái thiêu luôn. Tóc một đường nè, tóc một đường nhẹ phía sau, chậu mà chóc cái gì thì không đáng kể nha mấy anh chị. Vẽ cái bông rất là đẹp nè, nó chậu lái thiêu. Chiều cao của chậu này là 13 cm, đường kính là 17 cm nha. Em giao lưu cái chậu này dưới giá là 700 ngàn cho cái chậu lái thiêu vẽ hoa phù dung.
Tiếp theo là mã số 17. Đây, mã số 17. Em lên hai cái dĩa Nhật. Một cái dĩa Nhật song long. Một dĩa Nhật song long đường kính là 9 cm. Đây, cái dĩa Nhật song long đường kính là 9 cm. Tình trạng là lành. Còn một cái dĩa Nhật này tích chắc là thiên hạ thái bình gì đây? Tích là thiên hạ thái bình gì đây? Em giao lưu hai cái dĩa Nhật mã số 11. Ủa lộn, mã số 17. Với giá là 350.000. 350.000 cho hai cái dĩa Nhật mã số 17. Mã số 18. Đây, bán lỗ cái nhạo. Cái nhạo tích là thượng cầm hạ thú, mua không để ý. Người ta nói lành, cầm lên cũng không thấy tóc luôn. Khi mà mua về tới nhà mới thấy. Mới thì mới thấy luôn, chứ không phải là mua về tới nhà mới thấy, mua tới nhà vẫn chưa thấy là tóc. Nhưng mà ta nói lành. Nhạo lớn nha mấy anh chị, cái nhạo tích thượng cầm hạ thú là lại lớn. Ở dưới đít có chữ gì? Mộc gì nè ta? Mộc thiên nhiên, đồ Đà Lạt nha mấy anh chị. Đồ Đà Lạt, ở dưới đây dưới Đà Lạt, mộc thiên nhiên. Đây, nó có tóc một đường nè. Em nhìn ở ngoài mà em còn không thấy, em quay đây mấy anh chị cũng khó thấy lắm. Nè em chỉ tay đi, nó có tóc một đường từ đây dài xuống dưới đây, không thấy được. Rất là đẹp nè, men nè, mộc thiên nhiên. Em bán cho mấy anh chị đời co chơi luôn. Cái nắp này không cũng rất là đẹp rồi. Em giao luôn cái nhạo này với giá là 300.000 cho cái nhạo tích thượng cầm hạ thú mã số 18. Đồ Đà Lạt nha mấy anh chị. Mã số 19. Em lên một cái bình bông miệng vúng, lái thiêu màu, miệng vúng nha. Lái thiêu màu. Chiều cao là 16.5. Tình trạng có thẩm mỹ miệng chỗ này, có thẩm mỹ miệng chỗ này. Em giao lưu cái bình bông màu lái thiêu màu này với giá là 500.000 cho cái bình bông lái thiêu màu mã số 19. Mã số 20. Giao lưu hai cái chung rồng. Hai cái tách rồng có quay nè mấy anh chị, hàng Nam Bộ nha. Hai cái tách rồng có quay, hàng Nam Bộ. Hàng này rất là hiếm luôn mấy anh chị, hai cái chung là bự lắm luôn, uống cái chung no tới chiều. Tết mà có nhầm anh chị uống trà đạo á, cái bình trà nó tầm khoảng gì nè, góp vô cái chung này cái nữa là hết bình trà. Đây, hai cái chung này em giao luôn với là 400, rất là hiếm đồ, 400 cho mã số 20. Mã số 21, giao lưu ba cái chén tàu. Chén tàu ít gặp hay mấy anh chị. Đây, ba cái chén tàu. Hàng chuẩn cổ của mấy anh chị nè. Vẽ chút vẽ gì cũng biết. Chén thịt chút cái gì không biết nữa. Nhưng mà hàng này hàng chuẩn cổ nha. Nè. Ba chén là lành hết nha. Ba chén tàu lành nha, lâu lâu mới có mấy chén tàu này. Em giao lưu ba cái chén tàu mã số 21 với giá là 400.000. 400.000 cho ba cái chén tàu lành mã số 21. Mã số 22, em lên tô cô tô thành, đường kính 16 cm, cái tô rất là đẹp. Cái tô cái cốt đẹp quá. Tình trạng nè, có tóc chỗ này một đường, tóc chỗ này một đường. Với cái tô này nó không được tròn lắm nha. Cái tô này không được tròn lắm. Đây, nó hơi bị vên ha. Em giao lưu cái tô cô tô thành này với giá là 400 thôi, 400.000 cho cái tô cô tô thành mã số 22. Mã số 23, em lên một cái đôn gỗ. Gỗ em không gành nha, nhưng em bao cái này là đồ xưa chứ không phải đồ mới. Em không biết gỗ gì thôi nghe mấy anh chị. Em giao lưu cái đôn gỗ mã số 23 với giá là 400.000 cho cái đôn gỗ mã số 23. Mã số 24, lên một cái tô cái bát con rồng, vẽ con rồng đẹp nè, rồng sáng, rồng bự nè, rồng này rồng đẹp nha. Đường kính là 14.5 cm. Tình trạng được khoảng 98% lành. Nghe chân chỗ này nè, vẫy chút xíu ngay chân chỗ này thôi. Đó, nó có tóc mờ chỗ này một đường. Đây cái tô rồng. Em giao lưu cái bát con rồng mã số 24 với giá là 400.000. Mã số 25, em giao lưu cái chén Nhật. Nhật này Nhật xưa nghe, mà không biết nó ở thời nào luôn. Nhưng mà chén này chén Nhật nghe mấy anh chị. Bán thanh lý luôn, không phải là thanh lý mà trong cái lô đồ nó có cái chén mua rẻ bán rẻ ha. Mua cái chén này 100.000 bán 120 thôi. Mã số 25, đường kính 10.5. Em bán cái chén này với giá là 120.000 cho mã số 25. Mã số 26, em lên một cái bình bông
Đây, mình bông chim, mình bông phú quý nè, mà miệng vúng luôn nè anh chị, miệng vúng nè, nó vẽ rất là đẹp. Cao 23.5, tình trạng nó xước men nhẹ nhẹ gì thôi, khoảng 98% lành nha, không hoàn toàn không sửa chữa nha. Em giao lưu cái bình chim miệng vúng này với giá là 850.000, 850.000 cho mã số 20 mấy ta, 26, mã 27. Lên một con voi nến, con voi này voi nến nha, đây màu nâu, em giao lưu con voi nến này với giá là 250.000, 250.000 cho con voi nến mã số 27. Mã số 28 là tiếp tục coi ẩu bị bán lỗ. Đây cái mã số 27, 28 là một cái bình trà tích thượng cầm hạ thú. Bình trà này bình trà lớn, bình trà này bình trà lớn nha. Bình trà này cao 14 cm, bên này tầm khoảng 1,5 lít. Cốt của nó là bán sứ, có thể này đó là đồ Đà Lạt. Đồ này có thể là đồ Đà Lạt nha. Cái bình rất là lớn. Đây, em quay cho mấy anh chị coi. Cái nắp đây. Cái nắp nó có bị bể dán lại nha mấy anh chị. Cái nắp bể dán lại nha, nói tình trạng cụ thể. Còn cái bình cầm gì nè, em không hề coi bên ngoài, người ta lấy cái nắp đậy lại, dán băng keo lại, mình chỉ cầm mình coi coi ẩu coi tả nè, coi sơ sơ như vậy nè, nó là không có một vết tóc gì, không có một tì vết gì luôn, đẹp như ngọc trinh luôn. Khi bây giờ em mở cái nắp game bán thì bên trong nè mấy anh chị thấy không, nó có một đường tóc nhưng mà không thấu cốt ra ngoài, không thấu cốt ra ngoài, đồng nghĩa với việc là không bị chảy nước ha, không thấu cốt thì đâu có chảy nước ra ngoài đâu. Nhưng mà lỡ mua rồi sẽ bán lỗ luôn. Cái bình này mua giá là 500.000. Em bây giờ em bán cái bình này với giá là 350.000 thôi. Cái bình trà này em bán với giá là 350.000. Bình trà cốt là bán sứ, không phải là cốt đất. Bình trà Đà Lạt, bình trà lớn luôn, cao 14 lắm anh chị. Tiếp theo mã số 29, em giao lưu hai cái chung nhật. Đây, chung nhật. Hai cái chung nhật nha. Mã số 29 giao lưu hai cái chung nhật này, em giao lưu với giá là 700.000 cho hai cái chung nhật, tức là sông long. Mã số 29. Mã số 30, em giao lưu 10 cái dĩa tứ quý mai lan cúc trúc, đường kính là 17.5, dĩa này dĩa lái thiêu nha. Đây mai lan cúc trúc, dĩa này đường kính là 17.5, dĩa này 7-80 năm mà nghe mấy anh chị nè, không dám bao lành tích nha. Cái này lành khoảng được 98% nè, dĩa này còn rất là đẹp, không tránh những cái vết sừ men do sử dụng rửa rồi cọ sát á mấy anh chị. Nhưng mà nãy giờ quay toàn là thấy lành lành không à, mấy anh chị thấy không? Em giao lưu mấy cái dĩa này cho mấy anh chị đời co ha. Em giao lưu 10 cái dĩa tứ quý mai lan cúc trúc này với giá là 250.000 thôi. 250.000 cho 10 dĩa tứ quý mai lan cúc trúc, mã số là 30. Mã số 31. Mã số 31 lên hai cái tô chiếc yêu tàu, quay từ cái cho mình chị coi. Đây. Mã số 31, tình trạng nè, nó có vảy men nhẹ nhẹ trên vành. Cái tô này cũng rất là đẹp ha, chiếc yêu tàu nha. Đây là cái thứ hai. Cái thứ hai có một vết tóc như vậy. Em giao lưu hai cái tô chiếc yêu tàu mã số 31 với giá là 200.000 cho hai tô chiếc yêu tàu mã số 31. Mã số 32. Mã số 32 em lên một cặp tôm màu vàng rất là đẹp. Tôm này chiều dài 29.5, tôm này cũng tương đối là tôm lớn ha, màu vàng đẹp lắm. Em giao lưu cặp tôm vàng này với giá là 400.000 cho cặp tôm mã số 32. Mã số 33, em lên 5 cái bát con rồng tàu. 5 cái nha, hàng chuẩn cổ. Hàng này 2-300 năm nha mấy anh chị. Nè, hàng chuẩn cổ. Cái đầu tiên là, nhưng mà không tránh tình trạng là nó không được tròn lắm ha mấy anh chị.
đây, năm cái mắt con rồng này đẹp quá. Năm mắt con rồng là tình trạng còn rất là đẹp luôn. Lâu lâu mới có một lô đẹp gì nè mấy anh chị ơi. Đó, lô này rất là đẹp. Em giao luôn 5 cái bát con rồng tàu mã số 33 này với giá là 550.000. 550.000 cho 3 cái bát con rồng tàu mã số 33. Cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 34, em lên một cái chén tàu. Đây là một cái chén bông tàu. Đây là một cái chén bông tàu, đường kính là 12.2. Tình trạng có vẫy men một chút xíu chỗ này, em giao lưu với nó là 300.000 cho cái chén tàu mã số 34, giá là 300. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135. Em chốt đơn trên Zalo nha, đặng cho quay lại hình ảnh cụ thể cho mấy anh chị xem để tránh tình trạng trên đèn like nó có đèn rồi cái màu sắc mấy anh chị nói khác ha. Rồi đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Đặc biệt khách mới cộng 200.000 em mới cho hàng đi các anh chị. Hôm nay em quay cái like này là để bán ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5. Chắc có thể là em nghĩ do thứ 5 em mất thẩm định tiệm thuốc tây lại, thành ra là em phải chuẩn bị tiệm lại, không thôi là thất nghiệp đói luôn mấy anh chị ơi. Bởi vậy nhiều khi mấy anh chị nói đợi hoài em cũng rất là cảm ơn. Khi nào mà em có cái lịch nghỉ trước em sẽ thông báo cho mấy anh chị khỏi cần đợi ha. Còn khi nào mà nghỉ đột xuất á, là có công việc đột xuất là em không thông báo được thôi. Nếu mà thứ năm mà thẩm định tiệm sớm, bên sở y tế qua thẩm định tiệm em lại sớm đó, thì em có thể quay em bán trong ngày thứ năm, còn mới là qua ngày thứ sáu em mới bán được ha mấy anh chị. Rồi cảm ơn mấy anh chị ủng hộ em rất là nhiều nha.